Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 nghiệp. Tất cả thế giới nghiệp vì đều có thể trang nghiêm thanh tịnh. Tất cả chư Phật nghiệp vì đều có thể cúng dường. Tất cả Bồ Tát nghiệp vì đồng gieo thiện căn. Tất cả chúng sanh nghiệp vì đều có thể giáo hóa. Tất cả vị lai nghiệp vì nhiếp thủ tột thuở vị lai. Tất cả thần lực nghiệp vì chẳng rời một thế giới đến khắp tất cả thế giới. Tất cả quang minh nghiệp vì phóng quang minh vô biên màu. Trong mỗi quang minh có tòa liên hoa, đều có Bồ Tát ngồi kiết già trên đó, dùng đây để hiển hiện. Tất cả giống tam bửu chẳng đoạn nghiệp vì sau khi Đức Phật diệt độ thời thủ hộ trụ trì những Phật Pháp. Tất cả biến hóa nghiệp vì ở tất cả thế giới thuyết pháp giáo hóa các chúng sanh. Tất cả gia trì nghiệp ở trong một niệm tùy tâm sở thích của các chúng sanh, đều vì họ mà thị hiện, làm cho tất cả nguyện vọng đều thành mãn. Nếu chư Bồ Tát an trụ trong pháp này, thời được nghiệp quảng đại vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thân. Bất lai thân vì chẳng thọ sanh ở tất cả thế gian. Bất khứ thân vì nơi tất cả thế gian cầu chẳng được. Bất thiệt thân vì tất cả thế gian được như thiệt. Bất hư thân vì dùng lý như thiệt thị hiện thế gian. Bất tận thân vì tột thuở vị lai không đoạn tuyệt. Kiên cố thân vì tất cả chúng ma chẳng phá hoại được. Bất động thân vì chúng ma ngoại đạo chẳng động được. Cụ tướng thân vì thị hiện tướng trăm phước thanh tịnh. Vô tướng thân vì pháp tướng rốt ráo đều vô tướng. Phổ chí thân vì đồng một thân với tam thế Phật. Nếu chư Bồ Tát an trụ trong pháp này, thời được thân vô thượng vô tận của Như Lai. Đại Bồ Tát có 10 thân nghiệp. Thân nghiệp nơi một thân tràn đầy tất cả thế giới. Thân nghiệp ở trước tất cả chúng sanh đều có thể thị hiện. Thân nghiệp nơi tất cả loài đều có thể thọ sanh. Thân nghiệp du hành tất cả thế giới. Thân nghiệp qua đến tất cả chúng hội của chư Phật. Thân nghiệp dùng một tay có thể che khắp tất cả thế giới. Thân nghiệp có thể dùng một tay chà tất cả thế giới kim cang di sơn nát như di trần. Thân nghiệp ở trong tự thân hiện tất cả cõi Phật thành hoại chỉ bày cho chúng sanh. Thân nghiệp dùng một thân dung thọ tất cả chúng sanh giới. Thân nghiệp ở trong tự thân hiện khắp tất cả cõi Phật thanh tịnh, tất cả chúng sanh, rồi ở trong đó hiện thành đạo. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này, thời được Phật nghiệp vô thượng của Như Lai, đều có thể giác ngộ tất cả chúng sanh. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lại có 10 thân. Ba la mật thân vì đều chánh tu hành. Tứ nhiếp thân vì chẳng bỏ tất cả chúng sanh. Đại bi thân vì thay tất cả chúng sanh chịu vô lượng khổ không mỏi nhàm. Đại từ thân vì cứu hộ tất cả chúng sanh. Phước đức thân vì lợi ích tất cả chúng sanh. Trí huệ thân vì đồng một tánh với tất cả Phật thân. Pháp thân vì lìa hẳn thọ sanh các loài. Phương tiện thân vì tất cả xứ hiện tiền. Thần lực thân vì thị hiện tất cả thần biến. Bồ đề thân vì tùy thích tùy thời thành chánh giác. Nếu chư Bồ Tát an trụ trong pháp này, thời được thân đại trí huệ vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 ngữ. Nhu nhuyến ngữ vì làm cho tất cả chúng sanh đều an ổn. Cam lồ ngữ vì làm cho tất cả chúng sanh đều thanh lương. Bất cuốn ngữ vì bao nhiêu lời nói đều chân thiệt. Chân thiệt ngữ vì nhẫn đến trong chim bao cũng không vọng ngữ. Quảng đại ngữ vì tất cả Đế Thích Phạm Dương Tứ Thiên Dương vân vân đều tôn kính. Thậm thâm ngữ vì hiển thị pháp tánh. Kiên cố ngữ vì thuyết pháp vô tận. Chánh trực ngữ vì phát ngôn dễ hiểu. Chủng chủng ngữ vì tùy thời thị hiện. Khai ngộ tất cả chúng sanh ngữ vì tùy theo chỗ dục lạc của họ mà làm cho họ được hiểu rõ. Nếu chư Bồ Tát an trụ trong pháp này, thời được chi diệu ngữ vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 điều tịnh tu ngữ nghiệp. Tịnh tu ngữ nghiệp thích lắng nghe âm thanh của Đức Như Lai. Tịnh tu ngữ nghiệp thích nghe nói công đức của Bồ Tát. Tịnh tu ngữ nghiệp chẳng nói những lời mà tất cả chúng sanh chẳng thích nghe. Tịnh tu ngữ nghiệp chân thiệt xa lìa bốn lỗi lầm của lời nói. Tịnh tu ngữ nghiệp hoan hỷ hớn hở tán thán Như Lai. Tịnh tu ngữ nghiệp ở chỗ tháp Như Lai to tiếng khen ngợi công đức như thiệt của chư Phật. Tịnh tu ngữ nghiệp
dùng tâm thâm tịnh ban bố chánh pháp cho chúng sanh, tịnh tu ngữ nghiệp, âm nhạc ca tụng tán thán Đức Như Lai, tịnh tu ngữ nghiệp ở chỗ chư Phật lắng nghe chánh pháp chẳng tiếc thân mạng, tịnh tu ngữ nghiệp xả thân thừa sự tất cả Bồ Tát và các pháp sư để lãnh thọ diệu pháp. Nếu Đại Bồ Tát đem 10 việc này để tịnh tu ngữ nghiệp, thời được 10 điều thủ hộ, được Thiên Vương cầm đầu cùng tất cả thiên chúng thủ hộ, được Long Vương cầm đầu cùng tất cả long chúng thủ hộ, được Dạ Xoa Vương cầm đầu cùng tất cả chúng Dạ Xoa thủ hộ, được Càn Thác Bà Vương cầm đầu cùng tất cả chúng Càn Thác Bà thủ hộ, được Atula Vương cầm đầu, Kalola Vương cầm đầu, Khẩn Na La Vương cầm đầu, Ma Hầu La Già Vương cầm đầu, Phạm Vương cầm đầu, mỗi vương đều cùng chúng của mình để thủ hộ Bồ Tát này. Được Như Lai Pháp Vương cầm đầu, tất cả pháp sư thảy đều thủ hộ. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát được sự thủ hộ này rồi, thời có thể thành tựu 10 đại sự. Tất cả chúng sanh đều làm cho hoan hỷ, tất cả thế giới đều có thể qua đến, tất cả căn tánh đều có thể rõ biết, tất cả thắng giải đều làm cho thanh tịnh, tất cả phiền não đều làm cho đoạn trừ, tất cả tập khí đều làm cho xả ly, tất cả dục lạc đều làm cho sáng sạch, tất cả thâm tâm đều làm cho tăng trưởng, tất cả pháp giới đều làm cho cùng khắp, tất cả niết bàn khắp làm cho thấy rõ. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 tâm, tâm như đại địa, vì có thể nhìn, có thể lớn những thiện căn của tất cả chúng sanh. Tâm như đại hải, vì tất cả chư Phật vô lượng vô biên đại trí pháp thủy đều chảy vào. Tâm như tu di sơn dương, vì đặt tất cả chúng sanh nơi chỗ thiện căn suốt thế gian vô lượng. Tâm như mani bửu dương, vì lạc dục thanh tịnh không tạp nhiễm. Tâm như kim cang, vì quyết định thâm nhập tất cả pháp. Tâm như kim cang di sơn, vì chư ma ngoại đạo chẳng có thể động. Tâm như liên hoa, vì tất cả thế pháp chẳng nhiễm được. Tâm như hoa ưu đàm bát, vì trong tất cả kiếp khó gặp gỡ. Tâm như tịnh nhật, vì có thể phá trừ chướng tối tâm. Tâm như hư không, vì chẳng lường được. Nếu chư Bồ Tát an trụ trong đây, thời được tâm đại thanh tịnh vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ phát tâm. Phát tâm, tôi sẽ độ thoát tất cả chúng sanh. Phát tâm, tôi sẽ làm cho tất cả chúng sanh dứt trừ phiền não. Phát tâm, tôi sẽ làm cho tất cả chúng sanh tiêu diệt tập khí. Phát tâm, tôi sẽ dứt trừ tất cả tâm nghi hoặc. Phát tâm, tôi sẽ diệt trừ khổ não cho tất cả chúng sanh. Phát tâm, tôi sẽ trừ diệt tất cả ác đạo, chư nạn. Phát tâm, tôi sẽ kính thuận tất cả Như Lai. Phát tâm, tôi sẽ khéo học tất cả sở học của Bồ Tát. Phát tâm, tôi sẽ ở chỗ mỗi đầu lông trong tất cả thế gian thị hiện tất cả Phật thành chánh giác. Phát tâm, tôi sẽ ở nơi tất cả thế giới đánh đại pháp cổ, làm cho các chúng sanh tùy theo căn dục của họ đều được ngộ hiểu. Nếu chư Bồ Tát an trụ trong đây, thời được tâm đại phát khởi năng sự vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 tâm cùng khắp. Tâm cùng khắp tất cả hư không, vì phát ý rộng lớn. Tâm cùng khắp tất cả pháp giới, vì thâm nhập vô biên. Tâm cùng khắp tất cả tam thế, vì một niệm đều biết rõ. Tâm cùng khắp tất cả Phật xuất hiện, vì đều biết rõ nơi nhập thai, giáng sanh, xuất gia, thành đạo, chuyển pháp luân, nhập niết bàn. Tâm cùng khắp tất cả chúng sanh, vì biết rõ căn dục tập khí. Tâm cùng khắp tất cả trí huệ, vì tùy thuận biết rõ pháp giới. Tâm cùng khắp tất cả vô biên, vì biết những quyển vọng sai biệt. Tâm cùng khắp tất cả vô sanh, vì các pháp tự tánh bất khả đắc. Tâm cùng khắp tất cả vô ngại, vì chẳng trụ tự tâm tha tâm. Tâm cùng khắp tất cả tự tại, vì một niệm khắp hiện thành Phật. Nếu chư Bồ Tát an trụ trong đây, thời được vô lượng Phật pháp vô thượng cùng khắp trang nghiêm. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 căn, hoan hỷ căn, vì thấy tất cả Phật lòng tin chẳng hư hoại. Hy vọng căn, vì những Phật pháp đã nghe đều tỏ ngộ tất cả. Bất thối căn, vì tất cả các tác sự đều rốt ráo. An trụ căn, vì chẳng dứt tất cả Bồ Tát hành.
Di tế căn vì nhập lý vi diệu bát nhã ba la mật. Bất hưu tức căn vì rốt ráo sự việc tất cả chúng sanh. Như kim can căn vì chứng biết tất cả những pháp tánh. Kim can quan diệm căn vì chiếu khắp tất cả Phật cảnh giới. Vô sai biệt căn vì tất cả Như Lai đồng một thân. Vô ngại tế căn vì thâm nhập mười trí lực của Như Lai. Nếu chư Bồ Tát an trụ trong đây thời được căn đại trí viên mãn vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, đại Bồ Tát có mười thâm tâm. Thâm tâm chẳng nhiễm tất cả pháp thế gian. Thâm tâm chẳng tạp tất cả đạo nhị thừa. Thâm tâm thấu rõ tất cả Phật Bồ Đề. Thâm tâm tùy thuận đạo nhất thiết chủng trí. Thâm tâm chẳng bị tất cả chúng ma ngoại đạo làm động. Thâm tâm tịnh tu trí viên mãn của tất cả Như Lai. Thâm tâm thọ trì tất cả pháp đã được nghe. Thâm tâm chẳng nhiễm trước tất cả chỗ thọ sanh. Thâm tâm đầy đủ tất cả trí di tế. Thâm tâm tu tất cả Phật pháp. Nếu chư Bồ Tát an trụ trong đây thời được thâm tâm thanh tịnh nhất thiết trí vô thượng. Chư Phật tử, đại Bồ Tát có mười thâm tâm tăng thượng. Thâm tâm tăng thượng bất thối chuyển vì chứa nhóm tất cả thiện căn. Thâm tâm tăng thượng rời nghi hoặc vì hiểu mật ngữ của tất cả Như Lai. Thâm tâm tăng thượng chánh trì vì đại nguyện đại hạnh lưu xuất. Thâm tâm tăng thượng tối thắng vì thâm nhập tất cả Phật pháp. Thâm tâm tăng thượng làm chủ vì tất cả Phật pháp đều tự tại. Thâm tâm tăng thượng quảng đại vì giàu khắp tất cả pháp môn. Thâm tâm tăng thượng thượng thủ vì tất cả việc làm đều thành tựu. Thâm tâm tăng thượng tự tại vì tất cả tam muội thần thông biến hóa trang nghiêm. Thâm tâm tăng thượng an trụ vì nhiếp thọ bổn nguyện. Thâm tâm tăng thượng không thôi nghĩ vì thành thục tất cả chúng sanh. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này thời được thâm tâm tăng thượng thanh tịnh vô thượng của tất cả chư Phật. Chư Phật tử, đại Bồ Tát có mười điều siêng tu. Siêng tu bố thí vì điều xả thí tất cả mà không cầu báo đáp. Siêng tu trì giới vì đầu đà khổ hạnh thiểu dục tri túc không khi dối. Siêng tu nhẫn nhục vì rời quan niệm tự tha, nhẫn chịu tất cả điều khổ não trọn không sanh lòng sân hại. Siêng tu tinh tấn vì thân ngữ ý ba nghiệp chưa từng tán loạn, tất cả việc làm đều chẳng thối chuyển mãi đến rốt ráo. Siêng tu thiền định vì giải thoát tam muội xuất hiện thần thông, rời lìa tất cả quyến thuộc dục lạc phiền não đấu tránh. Siêng tu trí huệ vì tu tập chứa nhóm tất cả công đức không mỏi nhàm. Siêng tu đại từ vì biết các chúng sanh không tự tánh. Siêng tu đại bi vì biết các pháp không thay thế khắp tất cả chúng sanh thọ khổ không mỏi nhàm. Siêng tu giác ngộ thập lực của Như Lai vì rõ thấu vô ngại chỉ bày cho chúng sanh. Siêng tu pháp luân bất thối vì chuyển đến tâm của tất cả chúng sanh. Nếu chư Bồ Tát an trụ trong pháp này thời được siêng tu đại trí huệ vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, đại Bồ Tát có mười thứ quyết định giải. Quyết định giải tối thượng vì gieo trồng tôn trọng thiện căn. Quyết định giải trang nghiêm vì xuất sanh những thứ trang nghiêm. Quyết định giải quảng đại vì tâm chưa từng hèn kém. Quyết định giải tịch diệt vì hai nhập pháp tánh thầm thâm. Quyết định giải phổ biến vì pháp tâm không chỗ nào chẳng đến. Quyết định giải kham nhiệm vì hay thọ Phật lực gia trì. Quyết định giải kiên cố vì dẹp phá tất cả nghiệp ma. Quyết định giải minh đoán vì biết rõ tất cả nghiệp báo. Quyết định giải hiện tiền vì tùy ý hay hiện thần thông. Quyết định giải thiệu long vì ở chỗ tất cả Phật được thọ ký. Quyết định giải tự tại vì tùy ý tùy thời thành Phật. Nếu chư Bồ Tát an trụ trong pháp này thời được quyết định giải vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, đại Bồ Tát có mười quyết định giải biết tất cả thế giới. Biết tất cả thế giới vào một thế giới. Biết một thế giới vào tất cả thế giới. Biết tất cả thế giới một thân Như Lai, một tòa liên hoa thảy đều cùng khắp. Biết tất cả thế giới đều như hư không. Biết tất cả thế giới đủ Phật trang nghiêm. Biết tất cả thế giới Bồ Tát đầy khắp. Biết tất cả thế giới vào một lỗ lông. Biết tất cả thế giới vào một thân chúng sanh. Biết tất cả thế giới một cây Phật Bồ Đề, một Phật đạo tràng thảy đều cùng khắp. Biết tất cả thế giới một âm thanh cùng khắp.
làm cho các chúng sanh đều riêng hiểu biết lòng sanh hoan hỷ. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này thời được quyết định giải Phật độ quảng đại vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 quyết định giải biết chúng sanh giới. Biết tất cả chúng sanh giới bổn tánh không thiệt. Biết tất cả chúng sanh giới đều vào thân một chúng sanh. Biết tất cả chúng sanh giới đều vào thân Bồ Tát. Biết tất cả chúng sanh giới đều vào Như Lai Tạng. Biết một thân chúng sanh vào khắp tất cả chúng sanh giới. Biết tất cả chúng sanh giới đều kham làm pháp khí của chư Phật. Biết tất cả chúng sanh giới tùy theo sở thích của họ mà vì họ hiện thân Đế Thích, Phạm Dương, Tứ Thiên Dương. Biết tất cả chúng sanh giới tùy theo sở thích của họ mà hiện oai nghi tịch tịnh của Thanh Văn, Bích Chi Phật. Biết tất cả chúng sanh giới vì họ mà hiện thân công đức trang nghiêm của Bồ Tát. Biết tất cả chúng sanh giới vì họ mà hiện thân tướng hảo oai nghi tịch tịnh của Như Lai để khai ngộ họ. Nếu chư Bồ Tát an trụ trong pháp này, thời được quyết định giải đại oai lực vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ tập khí. Tập khí của Bồ Đề Tâm, tập khí của Thiện Căn, tập khí giáo hóa chúng sanh, tập khí thấy Phật, tập khí thọ sanh nơi thế giới thanh tịnh, tập khí của công hạnh, tập khí của thệ nguyện, tập khí của ba la mật, tập khí tư duy pháp bình đẳng, tập khí của những cảnh giới sai biệt. Nếu chư Bồ Tát an trụ trong pháp này, thời lìa hẳn tất cả tập khí phiền não, được trí đại, trí tập khí, phi tập khí của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 điều thủ lấy, do đây nên không dứt hạnh Bồ Tát. Thủ tất cả chúng sanh giới vì rốt ráo giáo hóa, thủ tất cả thế giới vì rốt ráo nghiêm tịnh, thủ Như Lai vì tu hạnh Bồ Tát để cúng dường, thủ Thiện Căn vì chứa nhóm tướng hảo công đức của chư Phật, thủ Đại Bi vì diệt khổ cho tất cả chúng sanh, thủ Đại Từ vì cho tất cả chúng sanh những trí lạc, thủ Ba La Mật vì tích tập những trang nghiêm của Bồ Tát, thủ Thiện Xảo Phương Tiện vì điều thị hiện ở tất cả chỗ, thủ Bồ Đề vì được trí vô ngại, thủ tất cả pháp vì ở tất cả chỗ đều dùng minh trí để hiện rõ. Nếu chư Bồ Tát an trụ nơi 10 điều thủ lấy này, thời có thể chẳng dứt Bồ Tát hành, được pháp vô sở thủ vô thượng của tất cả Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 điều tu: tu các môn ba la mật, tu học, tu huệ, tu nghĩa, tu pháp, tu xuất ly, tu thị hiện, tu siêng thực hành chẳng lười, tu thành đẳng chánh giác, tu chuyển chánh pháp luân. Nếu chư Bồ Tát an trụ trong đây, thời được tu vô thượng, tu tất cả pháp. Đại Bồ Tát có 10 điều thành tựu Phật pháp: chẳng rời thiện tri thức thành tựu Phật pháp, thâm tính Phật ngữ thành tựu Phật pháp, chẳng hủy bán chánh pháp thành tựu Phật pháp, dùng vô lượng vô tận thiện căn hồi hướng thành tựu Phật pháp, tin hiểu cảnh giới của Đức Như Lai vô biên tế thành tựu Phật pháp, biết cảnh giới của tất cả thế giới thành tựu Phật pháp, chẳng bỏ cảnh giới pháp giới thành tựu Phật pháp, xa rời những cảnh giới mà thành tựu Phật pháp, chánh niệm cảnh giới của tất cả Phật thành tựu Phật pháp, thích cầu cảnh giới thập lực của Như Lai thành tựu Phật pháp. Nếu chư Bồ Tát an trụ trong pháp này, thời được thành tựu đại trí huệ vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 điều thối thất Phật pháp cần phải xa lìa: khinh mạng thiện tri thức thối thất Phật pháp, sợ khổ sanh tử thối thất Phật pháp, nhàm tu hạnh Bồ Tát thối thất Phật pháp, chẳng thích trụ thế gian thối thất Phật pháp, say đắm tam muội thối thất Phật pháp, chấp lấy thiền căn thối thất Phật pháp, quỷ bán chánh pháp thối thất Phật pháp, đoạn Bồ Tát hạnh thối thất Phật pháp, thích đạo nhị thừa thối thất Phật pháp, hiềm hận chư Bồ Tát thối thất Phật pháp. Nếu chư Bồ Tát xa lìa pháp này, thời nhập đạo ly sanh của Bồ Tát. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 đạo ly sanh: xuất sanh, bát nhã ba la mật mà luôn quán sát tất cả chúng sanh, đây là đạo ly sanh thứ nhất. Xa lìa những kiến chấp mà độ thoát tất cả chúng sanh bị kiến chấp ràng buộc, đây là đạo ly sanh thứ hai. Chẳng tưởng niệm tất cả tướng mà chẳng bỏ tất cả chúng sanh chấp tướng, đây là đạo ly sanh thứ ba.
siêu quá tam giới mà thường ở tại tất cả thế giới. Đây là đạo ly sanh thứ tư. Rời hẳn phiền não mà ở chung với tất cả chúng sanh. Đây là đạo ly sanh thứ năm. Đắc pháp ly dục mà thường dùng đại bi thương xót tất cả chúng sanh nhiễm trước dục lạc. Đây là đạo ly sanh thứ sáu. Thường thích tịch tịnh mà luôn thị hiện tất cả quyến thuộc. Đây là đạo ly sanh thứ bảy. Rời sanh thế gian mà chết đây sanh kia khởi hạnh Bồ Tát. Đây là đạo ly sanh thứ tám. Chẳng nhiễm tất cả pháp thế gian mà chẳng dứt tất cả việc làm thế gian. Đây là đạo ly sanh thứ chín. Chư Phật Bồ Đề đã hiện ra trước mà chẳng bỏ tất cả hạnh nguyện của Bồ Tát. Đây là đạo ly sanh thứ mười. Đây là mười đạo ly sanh của Bồ Tát. Xuất ly thế gian chẳng cùng chung với thế gian mà cũng chẳng tạp hạnh nhị thừa. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này thời được pháp quyết định của Bồ Tát. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có mười pháp quyết định. Quyết định sanh trong chủng tộc của Đức Như Lai. Quyết định an trụ trong cảnh giới của chư Phật. Quyết định biết rõ việc làm của chư Bồ Tát. Quyết định an trụ trong các môn Ba La Mật. Quyết định được dự trong chúng hội của Như Lai. Quyết định có thể hiển bày chủng tánh của Như Lai. Quyết định an trụ trong trí lực của Như Lai. Quyết định tham nhập Bồ Đề của chư Phật. Quyết định đồng một thân với tất cả chư Phật. Quyết định đồng một chỗ ở với tất cả chư Phật. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có mười đạo xuất sanh Phật Pháp. Tùy thuận thiện hữu là đạo xuất sanh Phật Pháp vì đồng gieo căn lành. Thâm tâm tinh hiểu là đạo xuất sanh Phật Pháp vì biết Phật tự tại. Phát thệ nguyện lớn là đạo xuất sanh Phật Pháp vì tâm rộng rãi. Nhẫn thọ thiện căn của mình là đạo xuất sanh Phật Pháp vì biết nghiệp chẳng mất. Tất cả kiếp tu hành không nhàm đủ là đạo xuất sanh Phật Pháp vì tột thuở vị lai. Vô số thế giới đều thị hiện là đạo xuất sanh Phật Pháp vì thành thục chúng sanh. Chẳng dứt Bồ Tát hạnh là đạo xuất sanh Phật Pháp vì tăng trưởng đại bi. Vô lượng tâm là đạo xuất sanh Phật Pháp vì một niệm khắp tất cả hư không giới. Hạnh thù thắng là đạo xuất sanh Phật Pháp vì công hạnh đã tu không hư mất. Như Lai chủng là đạo xuất sanh Phật Pháp vì làm cho tất cả chúng sanh thích phát tâm Bồ Đề, dùng tất cả pháp lành giúp đỡ giữ gìn. Nếu chư Bồ Tát an trụ trong pháp này thời được danh hiệu Đại Trượng Phu. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 danh hiệu Đại Trượng Phu. Hiệu là Bồ Đề Tát Đoả vì Bồ Đề trí sanh ra. Hiệu là Maha Tát Đoả vì an trụ nơi Đại Thừa. Hiệu là Đệ Nhất Tát Đoả vì chứng pháp đệ nhất. Hiệu là Thắng Tát Đoả vì giác ngộ pháp thù thắng. Hiệu là Tối Thắng Tát Đoả vì trí huệ tối thắng. Hiệu là Thượng Tát Đoả vì phát khởi thượng tinh tấn. Hiệu là Vô Thượng Tát Đoả vì khai thị pháp vô thượng. Hiệu là Lực Tát Đoả vì biết rộng thập lực. Hiệu là Vô Đẳng Tát Đoả vì thế gian không sánh được. Hiệu là Bất Tư Nghị Tát Đoả vì một niệm thành Phật. Nếu chư Bồ Tát được danh hiệu này thời thành tựu Bồ Tát Đạo. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 đạo. Nhất đạo là Bồ Tát Đạo vì chẳng bỏ Bồ Đề Tâm độc nhất. Nhị đạo là Bồ Tát Đạo vì xuất sanh trí huệ và phương tiện. Tam đạo là Bồ Tát Đạo vì thật hành không, vô tướng, vô nguyện, chẳng nhiễm trước tam giới. Tứ hạnh là Bồ Tát Đạo vì sám trừ tội chướng, tùy hỷ phước đức, cung kính tôn trọng khuyến thỉnh Như Lai, thiện xảo hồi hướng không thôi nghĩ. Ngũ căn là Bồ Tát Đạo vì an trụ tịnh tín, kiên cố bất động, khởi đại tinh tấn, việc làm rốt ráo. Một bề chánh niệm không phan duyên khác lạ, khéo biết tam muội nhập xuất phương tiện, hay khéo phân biệt cảnh giới trí huệ. Lục thông là Bồ Tát Đạo vì thiên nhãn thấy rõ những hình sắc của tất cả thế giới, biết các chúng sanh chết đây sanh kia. Thiên nhĩ nghe rõ chư Phật thuyết pháp thọ trì ghi nhớ, rộng vì chúng sanh tùy căn cơ để khai diễn. Tha tâm trí hay biết tâm người tự tại vô ngại. Túc mạng thông nhớ biết rõ tất cả kiếp số quá khứ thêm lớn căn lành. Thần túc thông tùy theo những chúng sanh đáng được quá độ, vì họ mà biến hiện nhiều thứ cho họ thích mến chánh pháp. Lậu tận trí hiện chứng thiệt tế khởi Bồ Tát hạnh chẳng đoạn tuyệt. Thất niệm là Bồ Tát Đạo vì niệm Phật
ở một lỗ lông thấy vô lượng Phật khai ngộ tất cả tâm chúng sanh, niệm pháp chẳng rời chúng hội của một Đức Như Lai. Ở trong chúng hội của tất cả Như Lai, thân thừa diệu pháp, tùy căn tánh dục lạc của các chúng sanh mà vì họ diễn thuyết cho họ được ngộ nhập. Niệm tăng luôn nối tiếp thấy không thôi dứt nơi tất cả thế gian thấy Bồ Tát. Niệm xả biết rõ tất cả Bồ Tát hành xả tăng trưởng, tâm bố thí rộng lớn. Niệm giới chẳng bỏ tâm Bồ Đề, đem tất cả thiện căn hồi hướng chúng sanh. Niệm thiên thường ghi nhớ Bồ Tát nhất sanh bổ xứ tại đâu suốt thiên cung. Niệm chúng sanh trí huệ phương tiện giáo hóa điều phục đến khắp tất cả không gián đoạn. Tùy thuận Bồ Đề bát thánh đạo là Bồ Tát đạo, thật hành đạo chánh kiến xa lìa tất cả tà kiến, khởi chánh tư duy bỏ vọng phân biệt tâm thường tùy thuận nhất thiết trí. Thường thật hành chánh ngữ rời bốn lỗi của ngữ nghiệp, tùy thuận thánh ngôn. Hằng tu chánh nghiệp giáo hóa chúng sanh cho họ được điều phục. An trụ chánh mạng, đầu đà tri túc oai nghi thẩm chánh, tùy thuận Bồ Đề thật hành tứ thánh chủng. Tất cả lỗi lầm đều rời hẳn, khởi chánh tinh tấn siêng tu tất cả khổ hạnh của Bồ Tát, nhập thập lực của Phật không chướng ngại. Tâm thường chánh niệm đều có thể ghi nhớ tất cả ngôn âm, trừ diệt tâm tán động của thế gian. Tâm thường chánh định khéo nhập môn, Bồ Tát bất tư nghị giải thoát. Ở trong một tam muội xuất sanh tất cả môn tam muội. Nhập cửu thứ đệ định là Bồ Tát đạo, rời dục nhiễm sân hại mà dùng tất cả ngữ nghiệp thuyết pháp vô ngại. Diệt trừ giác quán mà dùng tất cả trí giác quán giáo hóa chúng sanh. Xả ly hỷ ái mà thấy tất cả chư Phật lòng rất hoan hỷ. Rời thế gian lạc mà tùy thuận Bồ Tát đạo xuất thế lạc từ đây bất động. Nhập vô sắc định mà cũng chẳng bỏ thọ sanh nơi dục giới và sắc giới. Dầu trụ trong diệt thọ tưởng định mà cũng chẳng dứt Bồ Tát hành. Học Phật thập lực là Bồ Tát đạo, trí khéo biết thị xứ phi xứ, trí khéo biết nghiệp báo nhân quả quá khứ vị lai hiện tại của tất cả chúng sanh. Trí khéo biết tất cả chúng sanh mà căn thượng trung hạ chẳng đồng mà tùy cơ nghi thuyết pháp. Trí khéo biết tất cả chúng sanh có vô lượng tánh. Trí khéo biết tất cả chúng sanh kiến giải hạ trung thượng sai biệt, làm cho họ nhập vào pháp phương tiện. Trí biết khắp tất cả thế gian, tất cả cõi, tất cả tam thế, tất cả kiếp, hiện khắp hình tướng oai nghi của Như Lai mà cũng chẳng bỏ việc làm của Bồ Tát. Trí khéo biết tất cả các thiền giải thoát và các tam muội hoặc cấu hoặc tịnh, thời cùng phi thời phương tiện xuất sanh những Bồ Tát giải thoát môn. Trí biết tất cả chúng sanh ở trong các loài chết đây sanh kia sai khác nhau. Trí ở trong một niệm đều biết tam thế tất cả kiếp số. Trí khéo biết tất cả chúng sanh lạc dục, phiền não hoặc tập đều diệt hết mà chẳng bỏ rời hạnh Bồ Tát. Nếu chư Bồ Tát an trụ nơi đây, thời được đạo phương tiện thiện xảo vô thượng của tất cả Như Lai.